Sáng 29 tháng 10, ông Mai Văn Lam, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, cho biết một cán bộ công an của xóm Quỳnh Thạc bị đuối nước khi tắm hồ tại Đà Nẵng. Thông tin thủ đầu cho biết, chiều 28 tháng 10, ông Nguyễn Sĩ Tuyết, trưởng công an xóm Quỳnh Thạc đang tắm hồ ở Đà Nẵng thì rủi ro bị chuột rút rồi đuối nước tử vong. Mọi người bao quanh phát hiện sự việc nhưng không kịp ứng cứu. Được biết, ông Tuyết giữ chức trưởng công an xóm Quỳnh Thạc được 2 năm nay. Hiện thi thể nạn nhân đang được gia đình đưa về quê nhà mai táng. Một số thông tin cho biết, ông Tuyết đi cùng đoàn học tập tại miền Nam, trên đường trở về nhà thì bắt gặp nạn.